cuộc là nhà con đã về đây, xin mẹ cha cho con toàn ý nguyện. 14 ngày thôi con tập làm người lớn, 2 tuần để con học tập nội quy. Xin cho con được chia sẻ bánh mì, được thấy tình người trong mùa dịch xa. Đồ ăn sáng mẹ bó công khó nhọc, mang tiếp tế con mẹ ơi hãy mang về. Hãy cho con cảm nhận những sẻ chia của những người trên tuyến đầu chống dịch, cho con được hòa mình cùng dân tộc trong trận chiến này chống Covid mẹ ơi. Mẹ hãy về đi cho con học làm người, mẹ hãy về đi đừng làm con nhụt chí. Mẹ thấy không những người hùng thế kỷ, họ kiệt sức rồi để lo lắng cho con, họ kiệt sức rồi vì đất nước bình yên. Là nhà con đã về đây, xin mẹ cha cho con toàn ý nguyện. 14 ngày thôi con tập làm người lớn, 2 tuần để con học tập nội quy. Xin cho con được chia sẻ bánh mì, được thấy tình người trong mùa dịch xa. Đồ ăn sáng mẹ bó công khó nhọc, mang tiếp tế con mẹ ơi hãy mang về. Hãy cho con cảm nhận những sẻ chia của những người trên tuyến đầu chống dịch, cho con được hòa mình cùng dân tộc trong trận chiến này chống Covid mẹ ơi. Mẹ hãy về cho con học làm người, mẹ hãy về đi đừng làm con nhụt chí. Mẹ thấy không những người hùng thế kỷ, họ kiệt sức rồi để lo lắng cho con, họ kiệt sức rồi vì đất nước bình yên. Hãy cho con cảm nhận những sẻ chia của những người trên tuyến đầu chống dịch, cho con được hòa mình cùng dân tộc trong trận chiến này chống Covid mẹ ơi. Mẹ hãy về đi cho con học làm người, mẹ hãy về đi đừng làm con nhụt chí. Mẹ thấy không những người hùng thế kỷ, họ kiệt sức rồi để lo lắng cho con, họ kiệt sức rồi vì đất nước.